Quý vị và các bạn thân mến, năm 2021 đã ghi một dấu mốc quan trọng khi game blockchain Việt trở thành một hiện tượng và có tầm ảnh hưởng khá lớn trên bản đồ công nghệ thế giới. Game blockchain đang mở ra hướng đi mới đầy triển vọng để các doanh nghiệp công nghệ Việt đi ra toàn cầu một cách nhanh nhất. Vâng, đó là thành quả của việc ứng dụng công nghệ blockchain cho game. Còn các lĩnh vực khác thì sao? Chúng ta cùng tiếp tục đến với một lĩnh vực đang khá hấp dẫn hiện nay, đó là lĩnh vực thương mại điện tử, kinh tế số, những từ khóa rất nóng trong thời gian gần đây. Công nghệ blockchain đã được nhiều công ty Việt Nam sử dụng trong ngành thanh toán điện tử, logistics, xác minh nguồn gốc sản phẩm, thương mại điện tử. Chúng ta đều biết chính nhờ đặc tính lưu trữ phi tập trung, bảo mật, minh bạch mà blockchain có rất nhiều tiềm năng ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, để áp dụng blockchain vào thực tế đời sống kinh doanh, tạo ra giá trị thiết thực là một điều không hề dễ. Từ tháng 6 năm 2021, trang thương mại điện tử Fado.vn đã ứng dụng blockchain cho game show cho khách hàng mua sản phẩm trên mạng Fado.vn. Khi áp dụng hệ thống tích điểm thưởng trên nền tảng blockchain, khách hàng nhận được lợi ích rất lớn. Tài khoản khách hàng sẽ được tích lũy thêm điểm thưởng khi có bất kỳ giao dịch phát sinh nào trên nền tảng Fado. Điều này khác biệt với tất cả các hệ thống tích điểm truyền thống khác khi chỉ chấp nhận tích điểm đối với giao dịch từ chính tài khoản của khách hàng thực hiện. Từ số lượng người dùng Internet, độ sẵn sàng cho đến sự tiên phong của giới công nghệ trẻ, Việt Nam được đánh giá là có nhiều lợi thế trong lĩnh vực blockchain. Theo CEO Hân Nguyễn, đối với những người làm công nghệ thì blockchain là một xu thế tất yếu. Quy mô của blockchain sẽ tăng trưởng bằng con số của ngành Internet Việt Nam và sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng trong những năm tiếp theo. Việt Nam thì đang bước vào những giai đoạn đầu của chuyển đổi số, và blockchain là một công nghệ mới. Do đó, việc áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực chuyển đổi số thì sẽ giúp cho các sản phẩm công nghệ, các sản phẩm có ứng dụng chuyển đổi số của Việt Nam sẽ được khoác một bộ áo mới hoàn toàn. Từ đó thì sẽ giúp cho các sản phẩm ứng dụng công nghệ số của Việt Nam thì sẽ có tính hiệu quả hơn, có tính thời đại hơn. Blockchain sẽ được áp dụng vào nhiều lĩnh vực trong đời sống và ngày càng trở nên phổ biến. Ngoài giải trí số, bảo vệ tác quyền, công nghệ này có thể được sử dụng để truy xuất nguồn gốc, hợp đồng thông minh hay các ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Blockchain không chỉ là thị trường tiềm năng tại Việt Nam, mà ngành công nghệ này còn đưa Việt Nam lên vị thế cân bằng với các cường quốc trên thế giới.